Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông sẽ diễn ra vào tuần sau, sáng nay tại trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, ngành giáo dục thành phố phối hợp với ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi. Hơn 300 người làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ, công an, y tế tại các điểm thi và hơn 2.720 người làm công tác thi, bao gồm thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi và các ban của hội đồng thi, được bố trí thành 5 nhóm theo 5 khung giờ để lấy mẫu xét nghiệm. Quá trình triển khai xét nghiệm được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ các quy định về giãn cách. Thì bản thân tôi cảm thấy rất an tâm với công tác tổ chức thi của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Bởi vì thông qua công tác xét nghiệm trước khi thực hiện thì sẽ đảm bảo được cho cả người coi thi cũng như người dự thi, và chúng ta sẽ tổ chức được một kỳ thi an toàn giống như mục tiêu chúng ta đã đề ra ban đầu. Việc mà xét nghiệm rất là cần thiết để cho mọi người yên tâm hơn khi làm công tác coi thi. Các em đang đứng trước một kỳ thi chuyển cấp rất là quan trọng, nên là mong rằng là các em cứ yên tâm cứ như mọi năm thôi. Có nghĩa là mình làm cho an toàn là yên tâm hơn thôi. Các chị cứ vững tin vào cái tổ chức của các bố. Những trường hợp vì lý do đột xuất không thể tham gia lấy mẫu xét nghiệm vào sáng nay thì được bố trí lấy mẫu xét nghiệm lúc 9:30 ngày 13 tháng 6 năm 2021 tại trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên không tham gia lấy mẫu xét nghiệm sẽ không được tham gia các khâu của kỳ thi và sẽ bị xử lý theo quy định. Ngày mai, gần 11.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay tại các điểm thi.